Cái gì đây? À! Cái gì đây? Người mau tách đi. Nhìn cho kỹ vào. Tách này. Cháu ơi, bắn ở dưới này này, gần tim nó dễ chết. Được thôi. Gừng càng già càng cay cháu ạ. Lợi hại, lợi hại. Hả? Thế mà cũng được á. Tiếp đi. Hãy xem chỉ đây thể hiện. Thấy gì chưa? Wow, cao thủ ra tay có khác. Đỉnh chuyện tắm mà lý. Hả? Nhìn kìa mẹ ơi. Tách nhanh không thì bảo. Mày đùa bà đấy à? Em xin lỗi, gì mà nóng thế? Rồi mày sẽ biết tay tao. Mày bắt bọn tao thi cái gì nữa đây? Cháu làm trò gì đấy? Tại thử thách này, các ngươi phải thổi tắt 8 cây nến. Ôi trời ơi, từng người sẽ thổi một. Nếu ai không hoàn thành được sẽ biết tay ta. Ê, bà già rồi, xin phép đi sau nhé. Các con bé, nhường cho mẹ đi trước. Wow. Cái tội, nãy đập vào người ta. Mẹ ơi. Người tiếp theo, vào đi. Em đi rồi, chị cứ bình tĩnh. Thôi, gì có một cây nến, chết cũng đáng. Người tiếp theo. Bà ơi, kính lão đắc thọ, con còn trẻ. Bà thương con, bà lên trước đi ạ. Người không phải lo, ai cũng sẽ có phần thôi. Cái này đơn giản với bà. Xem đây, máy sấy thần tốc của ta. Còn tắm, đến lượt người, lên đi. Mau lên, lên đi. Hả? Hả? Ui. Ha ha ha.
Ngươi tưởng thắng được ta mà dễ à? Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Nhìn đây, mắt thứ ba. Hả? Đó là cái giá của việc chơi ăn gian ta đấy. Nhưng đây là sân chơi của ta, luật của ta. Bà ơi cứu. Thế mới đúng chứ. Bà ơi. Để bà thổi bột đi cho con nha. Ngứa hết rồi bà ơi. Tội con quá. Hai mẹ con nhà ngươi còn tươi cười được nữa à? Còn Tấm nó sẽ ra đây cứu ta. Đúng rồi. Tấm, Tấm á. Búp bê nó bắt mẹ con dì ghẻ đi đâu được nhỉ? Bà ơi, hình như... Này, dừng lại. Tấm, cứu. Đi theo ta. Dạ, thưa chủ nhân. Các ngươi còn dám vác mặt tới đây à? Gan của ngươi cũng to đấy. Ngươi chẳng to thì không mà. Ôi, chạy đi bà ơi. Đứng lại ngay mấy tên kia. Ôi, đợi bà với. Nhanh lên cháu ơi. Ba, chạy hướng này nè. Bọn nó chạy đâu mất rồi? Đi hướng này tìm. Ăn gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Đi. Ôi, tí nữa thì vĩnh biệt cũ rồi. Mẹ mà túm được vào gáy con búp bê nha, mẹ vẳng cổ từ đằng trước ra đằng sau. Con mà bắt được nó, con đem xào lăn luôn. Lăn cái gì đây? Bà Scary này. Làm cám hút cả hèn. Chị Tấm, cởi cho em cái này. Nó trói sưng hết cả tay em rồi. À quên mất, đang bị trói mà. Đấy, cởi đi. Hả? Này, cám, làm lại động tác vừa nãy chị xem nào. Đây này, đây này. Thả ra cho người ta. Nó tuột rồi. Ây du, mẹ ơi, con bị con gì cắn vào mông đau quá. Mau về mẹ xoa dầu cho. Bà ơi, đi thôi nào. Cẩn thận không lại ngã đấy. La 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 la. Chúng mày định đi đâu hả? Ui, chạy chạy. Dùn lẹ má ơi. Anh Hoàng chu đáo thật. Đi vi hành còn tặng ta bao nhiêu là quà nữa. Hả? Hoàng thượng không có nhà. Để xem hôm nay ai cứu được ngươi. Từ nay ngươi sẽ là búp bê của ta. Cám ơi. Cái con bé này. Gì đây? Sao lại mang cái thứ rác rưởi này về nhỉ? Bẩn thật đấy. Phải mang đi vứt mới được. Xấu thế. Chẳng hiểu gu thẩm mỹ của con cám bị thay đổi hay sao mà lại mang cái thứ bẩn thỉu này về nhà chứ. Bẩn hết cả tay. Đã xong.
xong. Chào mừng ngươi đã đến với gia đình. Từ giờ ngươi sẽ là bạn đồng hành cùng ta đi tiêu diệt thế giới. Không, ta không đi theo các ngươi đâu. Ta có gia đình mới rồi. Đừng nghĩ con người tốt như vậy. Cô chủ, cô chủ. Hả? Này, mẹ tặng con gấu bông mới nhé. Cảm ơn mẹ. Chẳng hiểu nghĩ gì, đi chơi cái con gấu kia tẩm chết đi được. Đấy, không được buồn nữa. Gấu mẹ mua cho, đẹp hơn cái con kia nhiều. Hả? Vậy là cô chủ không cần ta, không thương ta nữa rồi. Giờ thì ngươi đã tin những gì ta nói chưa? Đi cùng ta nào. Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Dạ, chủ nhân. Ngươi đã sáng mắt ra rồi chứ? Ở đây, ta có một viên ngọc có thể giúp ngươi quên đi được quá khứ. Hãy uống vào và chính thức là thành viên trong gia đình của ta. Từ từ thôi. Tất cả đã theo đúng như kế hoạch của ta. Giờ hãy cùng ta đi tiêu diệt thế giới. Đau đầu quá. Hả? Sao lại có cái bàn tay đỏ ở đây nhờ? Đây là đâu vậy? Căn nhà hoang này là sao? Nhìn tối om với rùng rợn thế này, phải tìm đường về nhà thôi. Không phải lối này. Đi lối khác xem sao. Hả? Sao lại ra đây rồi? Mình đang ở đâu thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Con nhớ mẹ quá. Cái gì đây? Tại sao em lại ở đây? Chị yêu em lắm, đừng xa nhau nha. Cô chủ, ngươi sẽ không ăn thịt ta chứ? Để xem con hớt gì đó đã làm được trò gì rồi. Hả? Mày dám phản bội tao à? Để rồi xem. Người sao đấy? Tự nhiên đòi cầm tay rồi bây giờ lao vào ăn thịt người ta. Sợ lắm. Ồ, ở kia có gì kìa. Hả? Đâu có gì. Hả? Đuổi gì mà dài thế không biết. Cứu, cứu. Hả? Cẩn thận, cô chủ tránh ra, nguy hiểm. Không, hất đi, đừng mà. Không. Trò chơi còn chưa kết thúc mà. Đủ rồi, khử đi. Yes sir. Hả? Cúi xuống. Hucky. Tốt lắm. Đi. Yes sir.
Tỉnh lại ngay cho chị mau lên. Ai cho em làm như thế hả? Có nghe thấy không? Hucky, Hucky, búp bê của ta. Các người thật tàn nhẫn. Tránh ra, đừng có lại gần ta. Giết nó cho tao. Tại sao các người cứ muốn giết ta bằng được vậy? Chết rồi, đường cụt rồi. Làm thế nào bây giờ? Đừng có lại gần ta nữa. Cút đi. Có giỏi thì mày chạy nữa đi. Đừng có làm hại cô ấy. Thả ta ra. Thả ta ra. Dừng lại. Đừng hại ta mà. Giết Jackson. Dừng lại. Nổ súng đi. Búp bê, có biết ta nhớ người thế nào không? Khử nó nhanh. Rõ. Chạy nhanh đi cô chủ. Không, ta không bỏ người đâu. Hucky. Cái bọn khốn này. Bắt sống hai đứa nó lại cho ta. Quỳ xuống. Tình phản bội này. Có ngon thì ngươi chạy đi. Hucky, đừng làm hại cậu ấy. Kệ tôi, cô hãy chạy đi. Không, ta không thể bỏ mặc ngươi. Hãy giết ta đi. Hucky, không. Các người nhớ đây. Hả? Đói quá, cả ngày nay chả được cái gì vào bụng. Kẹo đường, sao lại là mày chứ? Chúng mày liệu mà tách đi, nhanh lên. Khó tách thế. Chúng mày làm cho hắn hôi vào. Biết rồi, từ từ đã xem nào. Liệu mà bóp cho tử tế vào đấy. Bà mà thoát ra được khỏi đây thì mày biết tay bà. Mạnh tay lên. Hơi đau đây. Đánh con gái tao à? Hai người này tốt đấy. Này, tỉnh dậy nhanh. Dậy. Hả? Con búp bê xấu xa này, hôm nay mày biết tay bà nhé. Hả? Ồ, lạ nhỉ? Sao con này nó không nói gì vậy? Này, mày khinh bà mày à? Hả? Ta cũng chán cảnh búp bê lắm rồi, các người giết ta đi. Ủa, mày đang hot mà, sao lại chán? Ta cũng muốn làm đâu, tất cả là tại mũ Scary Teacher mà ra. Hả? Thế à? Mình lại đẹp thế này. Nhìn mẹ giống chưa con? Giống quá chứ. Mẹ ơi, chết rồi. Sao hóa trang vẫn còn cái nốt ruồi vậy? Của gia truyền để lại không xóa được. Thay mặt cho các con của ta, ta sẽ giúp người trừng trị bà Scary đấy nha. Không ngờ vẻ đẹp của mình lại mặn mà thế. Tiến lên. Dạ. Ai chết, mẹ đang làm búp bê. Búp bê giờ nó hư thật rồi. Dám trốn mình đi chơi. Để bà đây mà bắt được, bà bắn phát cho chết luôn. Bà ấy kia rồi. Mẹ ơi, lên đi. Hơi run. Gồng lên mẹ.
thề lớn. Ui, búp bê, người muốn phản bội ta đúng không? Hả? À, đúng rồi đấy, con búp bê nó ghét bà lắm rồi đấy. Hả? Mẹ đang làm búp bê mà. Ngẩn ơi là Ngẩn. Sao? Người nói cái gì? À, đấy là con búp bê khác nó nói thế. Chứ tôi là tôi vẫn trung thành với bà. Công nhận, mẹ con ứng biến nhanh như con ấy. Sao hôm nay mày có nốt ruồi giống tao thế nhỉ? À, cái này hả? Sáng nay tôi mới bị con ruồi trâu nó đậu vào. Nó ỉ vào đấy, không lau được. Thôi được rồi, đi về với ta. Kéo nhẹ thôi, tôi đang đi mà. Nhanh lên, đi theo, không mất dấu bây giờ. Mày nhớ tao đã dặn như thế nào không hả? Đi nấu kẹo đường cho tao ăn nhanh lên. Ăn nhiều tiểu đường đấy. Muốn lười không hả? Bếp với chặn nút. Công nhận con búp bê nó vất vả thật. Ô hay, ổ đâu mà cắm nhờ. Nhanh lên, ta đói. Này, lại đây tôi bảo. Muốn cái gì nữa? Thì cứ ngồi đây. Mày định làm cái gì đây? Khổ lắm, nhà không có điện. Bà ngồi đây giữ ổ điện để tôi nấu kẹo đường cho bà ăn nhé. Nấu kiểu gì thế hả? Bỏng quá, bỏng. Đây, ăn đi, tôi nấu xong cho bà rồi đấy. Đây nè, ăn đi. Sao mùi gì lạ thế? Công thức mới đấy. Công thức mới à? Ngon không? Ngon. Thế cho tôi thử miếng. Mày nấu kiểu gì mà đắng thế này hả rồi à? Con này, mày đi ra đây cho bà. Ai, đau. Sao bà lại trói tôi thế này? Mày đã phản tao rồi còn nấu kẹo đắng cho tao ăn nữa à? Hôm nay bà sẽ cho mày bay màu diêm én nha. Tôi chưa rồi, tôi chưa rồi. Phản bội ta đây, phản bội ta đây. Tôi xin bà. Xem chưởng của bà đây. Không ngờ con búp bê nó vừa vất vả vừa chịu khổ thế này đây. Hả? Ui. Sao bà Scary tra tấn mẹ ác thế nhờ? Hãy xem hình phạt cuối cùng của ta đây. Thúi quá. Giờ ngươi còn dám phản bội ta nữa không? Không. Bây giờ tôi với bà đi dạo cho khuây khỏa nha. Được rồi, đi. Này. Ê, không nghe thấy gì à? Cởi trói. Hả? À, quên. Tuổi già lão hóa rồi, phiền lắm. Tôi có làm gì đâu. Đi. Già cả rồi, nên tôi dắt bà ra đây hưởng thụ không khí cho khuây khỏa nhé. Toàn lá với cây thì khuây cái nỗi gì. Chim ơi, hót líu lo đi. Bà ơi, có quả cam này, ăn đi cho nó thêm vitamin C nhé. Mày lấy cam ở đâu đây? Cam rừng đấy, ăn đi, bổ lắm. Rơi mất rồi. Không sao, đi tiếp nhé. Rồi ạ. Ý, cái gì thế kia bà ơi? Ui, ui, ui. Sao mẹ ghẻ lại vụng về thế nhờ? Ây ui. Sao mày lại chui vào đấy làm gì?
Tôi đâu biết đâu, bà gỡ cho tôi với. Chẳng được cái tích sự gì cả. Bà già này cứ liệu đi nhé. Mà thôi, tôi đưa bà đi ra chỗ kia vui lắm. Đi trước đi. Ôi má ơi, bà làm cái gì đấy? Mày còn định lừa dối ta đến bao giờ hả? Tôi lừa bà cái gì? Mày không phải là búp bê của tao, rõ chưa hả? Ôi, tôi là búp bê của bà mà. Đừng có ngụy biện. Cái nốt ruồi này đã phản bội chính ngươi. Búp bê của ta nấu kẹo đường rất là ngon. Còn mày nấu dở ẹt. Hôm nay ta sẽ giết chết kẻ giả danh ngươi. Mẹ, buông ra, để ta đi cứu mẹ. Lên thôi. Dừng lại ngay. Hả? Thả bảy ra, bảy là người vô tội. Người biết thế là tốt đấy. Về đây với ta. Con yêu của mẹ. Mẹ ơi. Nhớ mẹ quá. Ôi, mẹ có bị thương ở đâu không? Mẹ vẫn lành lặn con ạ. Mẹ nhớ con. Chúng ta cũng hạ được bà Scary rồi. Yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Búp bê đâu rồi? Hả? Cả bà Scary cũng biến mất. Thôi chết rồi. Các bạn hãy cùng bọn mình đi giải cứu búp bê thôi. Ở tập trước, búp bê muốn hoàn lương nhưng lại rơi vào tay bà Scary Teacher. Chúng ta hãy cùng chờ xem biệt đội tắm cám sẽ làm gì để giải cứu búp bê nhé. Các bạn hãy cùng bọn mình đi giải cứu búp bê thôi. Người có muốn phản bội ta nữa không? Người có hai sự lựa chọn. Một là làm việc cho ta, hai là chết. Không, ta quá chán cảnh làm tay sai cho ngươi rồi. Ta không làm đâu. Ngươi hãy ở đây mà suy nghĩ cho kỹ vào. Đóng cửa. Bà ta thật độc ác. Không biết bà Scary giấu con búp bê ở đâu được nha. Ừ, khó nhỉ. Con có một tờ giấy. Mẹ có một cây bút. Cây bút, tờ giấy, thành bản đồ. Mẹ con mình khôn quá đi. Smartphone. Đây cần bản đồ. Ta chỉ cần tít tít một cái là ra vị trí của bà Scary rồi. Bản đồ quê rồi. Sang chảnh lên đi. Mất thời gian. Đi tìm. Đi. Cám, lần sau mua cho mẹ điện thoại nha. Này Cám. Cái gì đấy? Mày có chỉ đúng đường không đấy? Cám đưa bọn ta đi đâu đấy? Thì chị Google chỉ đến đây rồi rẽ phải mà. Ồ, này, ngươi đi hộ ta cái. Lỗi kỹ thuật mà. Thì nó cũng ở quanh đây thôi. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Mất công mất việc. Đói quá à. Thôi xong. Đứng dép rồi. Đôi dép yêu quý của mình. Con này. Dép yêu vì xịn mà lại đứt thế. Đói quá. Ăn đã. Không phải tôi. Không phải tôi mà. Mất dép rồi. Phải ăn cho đỡ buồn thôi. Ở đâu được nhỉ? Sao tìm cả ngày rồi không thấy bóng dáng ta? Ui, ui, ui. Ui, con tắm này nữa. Làm bà mày hết hồn. Thế đã tìm được chưa? Dạ chưa. Mà con Cám nó đâu rồi nhỉ? Ờ nhỉ. Con ơi. Hả? Ui dồi ôi, tập này còn ngủ. Hmm.
này. Dậy. Ôi, ma. Gì đây, gì đây? Chưa này, hổn láo à. Mày nhớ đấy. Con nghe thấy tiếng gì? Mày chừa này, hổn láo à, mày nhớ đấy. Chừa này. Ôi ôi ôi, mẹ nhìn thấy gì không? Có. Con cũng nhìn thấy cái mẹ đang nhìn thấy. Đi theo ta mau. Thôi chết tôi rồi. Phản bội ta, phản bội ta. Ui, từ từ. Dạ, thưa chủ nhân. Sao các người lại bị bắt tới đây? Thì bọn ta tới cứu người đấy. Tại người. Nếu bây giờ mày còn ngoan cố, tao sẽ giết hết bọn này. Tâm. Ui trời ơi. Mẹ ơi, chị Tâm, con sợ. Nếu mày còn ngoan cố thì từng đứa một sẽ chết. Xử thêm một đứa nữa cho ta. Dạ, thưa chủ nhân. Xin bà đừng giết ai nữa. Tôi xin bà. Không dễ thế đâu. Người cứ ngoan như thế từ sớm thì sao có cảnh đổ máu được chứ. Còn ngươi, sao không trả nó đồ đi? Trả. Mẹ xấu xí của Cám đây rồi. Mùi bánh vẫn nồng lắm đấy con. Con quên. Còn mày, đi theo tao nhanh lên. Chị búp bê ơi, sao mà liêu hồn đấy. Có nói gì đâu. Tâm ơi. Thôi, ở đây chán lắm, đi về con ơi. Dạ. Tâm ơi, tỉnh dậy đi. Cứu Tâm của ta với. Tâm ơi. May quá, còn sống. Ồ, lạ thế. Nó bắn trúng đây chàng ạ. May quá, còn sống. Nàng còn sống, nhưng limited của ta thì chết rồi. Thôi, đi về đi. Về thiếp đèn cho cái mới. Xin bà hãy tha cho mọi người. Từ giờ tôi sẽ không trốn bà nữa. Lấy gì để ta tin tưởng người được hả? Tôi sẽ giúp bà làm mọi chuyện. Chỉ cần bà hãy tha cho bọn họ. Người có thấy tên tiều phu kia không? Hãy giết hắn để thể hiện lòng trung thành với ta. Đi đi. Giết hắn nhanh lên. Hả? Người muốn gì? Người làm tốt lắm. Đi theo ta. Người hãy né phát đạn này ra nhé. Con búp bê đó là người tốt. Mình phải đi cứu nó mới được. Đi cẩn thận không lạc bây giờ. Ôi, chạy như ma đuổi thế. Có phải mẹ con nhà Cám không? Tên này, hốt hoảng cái gì thế? Hốt cái gì mà hốt. Búp bê chuyển lời cho ta là mong các ngươi tới cứu nó đó. Ui, không liên quan. Này, đây là chiếc diều thần. Các ngươi hãy cầm lấy để giải cứu búp bê. Nên nhớ, nó chỉ phát huy tác dụng khi các ngươi thực sự đoàn kết với nhau. Nhớ đấy. Ừ, nhớ rồi. Chiếc diều này chẳng có tác dụng. Thôi, để mẹ vứt nó đi. Sao nó quay lại đây rồi? Ôi, số phận an bày rồi mẹ ơi. Đi cứu búp bê thôi. Tao không muốn chui đầu vào rọ đâu. Nó vẫn nhức chàng à? Ồ, ai kia? Chưa chết à? Chết cái đầu bãi. Hai mẹ con rảnh rỗi tới nỗi đi đốn củi luôn à? Rìu thần để đi cứu búp bê đấy. À, anh tiều phu bảo là ta cầm cái này đưa cho các ngươi để đi cứu búp bê nha. Hả? Hết nhiệm vụ rồi, ta đi đây. Nè, từ từ đã. Rìu thần á, không lẽ... Thôi chàng ơi, mình đi cứu búp bê thôi. Được, đi thôi nàng.
là mẹ con mình được về nhà ngủ rồi. Ta đã tha cho các ngươi, vậy mà còn dám vác mặt tới đây sao? Búp bê, giết nó. Tao vừa cứu mạng mày đấy, đừng giết tao. Nhưng sao bà bảo tha chết cho bọn họ rồi mà? Đó là trước đây. Nhưng bây giờ tao muốn kiểm tra mức độ trung thành của ngươi với ta. Mụ Scary đó ở đâu vàng nhỉ? Hả? Nhìn kìa, mẹ con cám đang gặp nguy hiểm. Lên giúp họ thôi vàng ơi. Đi, đừng bắn nhé. Dừng lại, bà tới số rồi. Bà còn cười nữa à? Chàng, xử luôn đi. Dạ, dạ. Hả? Đây là chiếc rìu của lão tiều phu đúng không? Không, rìu này là của mẹ ghẻ đưa cho ta. Của lão tiều phu. Anh tiều phu đó. Chiếc rìu này không thể làm tổn hại đến ta được đâu. Thả ngay ấy ra. Bà muốn giết họ thì giết tôi trước đi. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Đó là chiếc búa đoàn kết. Hãy đoàn kết chống lại bà ta đi. Búa đoàn kết. Mọi người ơi, lại đây nào. Mẹ tới đây. Chúng ta hợp sức lại nào. Thắng rồi, thắng rồi. Ôi là la, vậy là chúng ta đã tiêu diệt được mụ Scary. Mày bị vậy lâu chưa con? Các ngươi đừng vội mừng, mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Ta sẽ trả thù. Úi, về thôi mẹ ơi. Về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Ôi là la, sắp có tiền rồi. Tiền là tiền, nhiều khi không mà có. Đừng có mà vội mừng. Chỉ khi nào các ngươi thắng được trò chơi của ta thì mới có tiền. Còn không thì... hãy chuẩn bị tinh thần mà bước chân vào cửa tử đi nhé. Bắt đầu đi. Mau tách đi. Trò con mũi. Hả? Tưởng dễ ăn hả? Tránh ra. Này. Hay à. Xà thế nhỏ. Chết 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 tôi rồi. Nhìn cái gì? Đến người rồi đấy. Lật lên đi. Này thì tách hả? Chàng có. Không sao. Người nhé. Ai ôi xí mà. Ôi dồi. Ngu dốt. Tiếp đi. Nhìn gì nữa? Xem phù thủy ta thể hiện đây nè. Thấy ta siêu không? Siêu không? Good good. Bình tĩnh. Để thiếp, để thiếp. Xong rồi. Nhiều sao thế? Nàng hơi giả mang đấy. Tới lượt bà, mở ra nhanh đi. Chậm chạp quá đấy. Hả? Sao không có hình vậy? Ngươi đùa ta à? Đùa gì hả? Bà cục lên rồi đấy nhá. Tách này, tách này. Đùa hả? Đùa bà mày hả? Hả? Chơi hả? Hả? Đệ thiếp. Gãy xương bà rồi. Chuồn nhanh không chết bây giờ. Ôi dồi ôi, đau quá đi. Hả? Tưởng chạy mà dễ hả? Anh Hoàng. Sao không? Cái bà này đau quá. Tất cả bị loại qua vòng. Mô phỏng được chưa? Rồi chàng ơi, hạ xuống. Hả? Phần thi tiếp theo, ta
sẽ chia các người thành hai đội. Mỗi đội hãy cử ra một thành viên để đu xà, và thành viên còn lại sẽ có nhiệm vụ tìm ra hai hình ảnh giống nhau trong đây. Phải tìm đồng đội mới được. Thôi già quá, không ghép được. Ê, được đấy. Gì thế? Bé còn lại đây. Ngoan lắm. Tí đu xà nha. Các người lên đi. Còn trẻ thể hiện đi. Lên đi, không được để thua nó. Đu này. Đẩy ta hả? Không tới. Cao quá à. Ra đây uốn mông người ta lên. Nhìn. Yếu như sờn thế. Lại đây nhanh lên, bế cái coi. Lẹ lên không thua giờ. Giữ cho chắc vào, đừng có tụt xuống nữa. Ôi, trời ơi, lại tụt rồi, bế cái nữa coi. Ôi, tao mệt với mày quá rồi đó, lần cuối nha. Mày bế bà luôn đi. Thôi mày ở dưới đi, cho bọn ta lên. Lên nhanh búp bê. Cổng cẩn thận nha. Được chưa, nữa nha, cao chút nữa. Một tí nữa. Đi tìm giấy nhanh không thua vợ. Tuột. Tưởng bà đã già mà sợ chắc. Nhiều thế này tìm sao bây giờ? Ông già Noel à, chắc là đây rồi. Sai rồi, mau chọn lại đi. Đi đây, cứ từ từ. Ở đâu nhỉ? Sao mình không đánh hơi? Chọn đại. Mèo mù giới được cá rán ta ăn rồi. Con kia của tao cơ mà. Thế giờ là của ta nhé. Leo. Ta được rồi nhé. Đúng rồi, mò tiếp đi. Xuống đi. Dám đạp bà hả? Tưởng bà đây già mà sợ ngươi chắc. Đậu hàng đi. Ở đây chân nè. Tìm nào. Các bạn ơi, nhìn có giống mình không? Chắc không giống rồi. Thôi đi, tìm cái hình mới thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, ấm ba la, oxy bà chiêu. Đây rồi. Bà nhắm ngươi rồi nhá. Mở nào. Khóc gì? Chọn nhanh lên. Đây, em chọn cái này. Sao nó chọn hình nào cũng đúng vậy trời? Ở đâu được nhỉ? Cố lên, ta sắp không cầm cự được nữa rồi. Nghĩ bà đây già mà dễ bắt nạt hả? Ta sẽ cho người biết thế nào là kẹt thần chủ. Không chịu được nữa rồi. Dám để phù thủy ta ngã hả? Hả? Dừng lại. Em đang tìm mà. Các người hết lực chơi rồi. Thời nên cản không kịp. Ăn rồi. À, mình có siêu năng lực mà. Sao không biết dùng nhỉ? Đây, thấy luôn. Lệch đi đâu được với bà cơ chứ. Không chịu đâu. Không muốn thua mà. Ăn gian cho ăn gian mà. Ếch nè. Game là dễ, chơi là thắng. Đây nữa thì đây chứ đâu. Cái đồ ăn vẫn chơi gian, không phục. Tìm. Xuống mau. Cái mộ này. Xuống. Hả? Stop. Dừng lại. Chưa hết mà. Mang kết quả lên nào. Đây ạ. Bây giờ ta sẽ đếm đội bên này nhé. Một nè. Hai nè. Thế có hai hình thôi hả? Điền thôi, đổ quên đi. Tiếp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kết quả đội búp bê chiến thắng. Yeah.
Như luật đã định, đội thua cuộc phải chịu một hình phạt. Hứa chú mẹ. Hả? Đuổi theo. Chạy nhanh, không chết cả đám bây giờ. Ôi trời ơi, hóa ra lợn à. Bảo sao nặng thế. Đứng lại. Sao lợn mà cẳng khỏe thế nhỉ? Chàng thấy sao rồi, anh Hoàng? Hoàng thượng ốm rồi, chuẩn bị được chia gia tài đấy con. Ừ nhỉ. Để thiếp đi hái thuốc cho chàng nha. Nàng đi cẩn thận nhé. Ừ, thiếp đi đây. Không biết cây thuốc đó giờ còn không nữa. Ôi, ôi. Im, trật tự, không nó bắt bây giờ. Còn yêu tinh này nó chạy đâu mất rồi, tìm bằng được nó cho ta. Mau lên, đi lối này xem nào. Được rồi, tôi xin lỗi cô, tình huống nó hơi cấp bách, cô đừng giận nữa nhé. Tên tiểu yêu tinh này, ngươi làm gì mà để búp bê truy đuổi thế hả? Chuyện là... À mà thôi, dài lắm, đi đã, ở chỗ này vẫn không an toàn. Ơ, à, ở kia mà. Đi đường này, nó vừa chạy đường đáy xong. Trời xanh mây trắng. Nó ở đâu được cơ chứ? Đây mẹ. Sao mày nắm đầu tao? Đừng quay lại đằng sau, con đếm 1, 2, 3 thì chạy nhé. 3, chạy. Đuổi theo. Chỗ này con ơi. Con sợ. Shh, nó tới rồi. Hai mẹ con nhà này, chân cẳng khỏe thật đấy. Chúng mày đi ra chỗ khác mà tìm đi. Sao ở đây lại có mấy cái hình nộm ngứa mắt thế này? Anh em, đập nó cho ta. Dạ. Ba con này để ta. Hi. Khoan, để mẹ con ta tự đập. Rụng rồi. Hả? Bye bye. Đứng lại nghe cho ta. Ôi trời ơi, con nào đấy hả? Mẹ, em cám, hai người làm gì mà hốt hoảng vậy? Hốt cái gì mà hốt? Thế mày đi đâu mà lại ở đây? Con đi hái thuốc cho hoàng thượng chứ sao nữa. Ui, thôi về đi, con búp bê nó đuổi tới nơi rồi kìa. Thôi 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 thôi, đi về, về nhanh lên. Về thôi. Đi thôi mẹ ơi. Ừ. Mẹ, nhìn con có cái này đẹp lắm nè. Viên ngọc của ta đâu? Ê, này, sao các người lại lấy viên ngọc của ta? Trả đây, trả lại ta đây. Ngọc nào, ta có lấy gì của người đâu. Đây, tay này làm gì có đâu. Tay này cũng không có nốt. Đấy là viên ngọc của con búp bê đấy. Ngươi đừng có mà động vào. Của búp bê á? Ừ, đây chính là viên ngọc để nó trẻ mãi không già đấy. Ồ, trẻ mãi không già. Cái này hợp với mẹ. Hợp với con nữa. Về chia đôi nha. Vâng ạ. Đứng lại. Cái gì? Hai người hãy trả lại con búp bê đi, để tránh những phiền phức. Giờ mà mang trả là nó cắt cổ chứ đùa. Này, ngươi mà không trả thì để cám trả cho. Để mẹ con tôi trả cho. Ây, đi cẩn thận, đừng để bị tóm nha. Thôi, được rồi, ngươi đi hái thuốc cho hoàng thượng cùng ta đi. Thế là con từ giờ trẻ mãi không già. Để mẹ xài cho. Con. Tao trước. Con. Nó rơi xuống cống rồi làm thế nào? Mày xuống lấy đi. Thôi mẹ lấy đi. Xuống lấy đi, mày làm rơi còn gì? Tại mẹ dành chứ bộ. Mày xuống lấy nhanh lên. Mẹ lấy. Mày lấy. Đi xuống. Mẹ ơi, sâu lắm. Lấy mau. Thế nào, tìm thấy chưa? Ý, mẹ ơi, con sợ không chỉ lấy cả ngọc mà còn có cả vàng nữa hay sao ý? Thích lắm. Vàng á? Vàng đâu? Để mẹ. Vàng à? Để mẹ. Tránh qua bên kia. Vàng kiểu gì thế con nhỉ? Cái con này. Mẹ ơi, trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già, mẹ quên rồi à. Ừ, mà sao mày lại lừa tao hả con kia? U là trời. Cẩn thận đây nha.
nhớ đấy nha. Chủ nhân, ngài làm sao thế? Mất viên ngọc đó, sức khỏe của ta không ổn rồi. Mày nhá, lần sau mà lừa mẹ, mẹ đập cho một trận đấy. Thôi mà, giận gì dai thế? Thôi về con, chính là bọn nó, bắt lấy nó cho ta. Dạ, thưa chủ nhân. Bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết. Các người trả viên ngọc lại cho ta. Ngọc á, mày đánh tao đi. Đánh vào đây nè, chỗ này nhiều máu nè. Tao đập nát viên ngọc của mày. Ngọc, ngọc. Ngọc đâu rồi con? Mẹ ơi, hình như là nó rớt mất rồi hay sao ấy. Mẹ để con cất cho, con cất kỹ lắm. Ừ, cất cẩn thận đấy. Hôm nay tao mà không có viên ngọc thì hai mẹ con chúng mày đừng mong thoát khỏi đây. Chúng mày giấu viên ngọc của chủ nhân tao đâu? Tao có cầm đâu mà giấu. Kỳ lạ, sao viên ngọc của búp bê lại ở đây? Có khi nào mẹ con cám gặp nguy hiểm không? Hình như thế thật đó. Đi, mau đi cứu họ. Còn ngoan cố à? Giết một đứa trước cho tao. Thả cho tôi đi mà. Dừng lại. Thả mẹ con họ ra. Cứu cám. Chúng mày đến đây làm gì? Hai mẹ con nó hôm nay sẽ phải chết. Thứ người cần ở đây này. Thả mẹ con họ ra. Hả? Viên ngọc của ta? Ngươi thả mẹ con họ ra, rồi ta sẽ đưa viên ngọc. Cầm chắc thế. Hả? Viên ngọc của ta. Của con mà. Của mẹ. Nhưng mà nhìn sắc mặt của bà không được tốt. Có thể viên ngọc này không giúp được gì nhiều cho bà đâu. Người nói vậy là sao? Thế mà cũng phải hỏi. Là bà đang bị bệnh nặng chứ còn gì nữa. Sắp chết rồi. Ở đây tôi có những bài thuốc quý, có thể giúp ích được cho bà đấy. Đưa tay đây tôi bắt mạch cho. Được rồi, bà cầm lấy. Chỗ thuốc này có thể giúp ích được cho bà. Cảm ơn người. Đây. Có làm gì đâu. Tắm. Nhưng mà hoàng thượng cũng đang cần bài thuốc ấy mà. Không sao đâu, ta sẽ tìm cho chàng sau. Người hãy cầm viên ngọc này về để chữa cho hoàng thượng đi. Vậy con bà. Thôi bà cầm đi. Ta hiểu lòng ngươi, nhưng ta là búp bê, không dễ chết vậy đâu. Không dùng thì về cho mẹ mượn nha. Mượn tí thôi. Đây, đưa đây. Bỏ tay ra. Thôi, không xin nữa. Thôi, ngươi hãy về cứu hoàng thượng đi. Tôi cảm ơn bà. Đi về thôi. Thế hai mẹ con tao được về chưa? Hai người sao? Cứ ở im đây cho ta. Đau. Đi mau. Thôi cho ta về đi mà. Chàng ơi, ta lấy được thuốc cho chàng rồi này, chàng uống đi. Ta khỏe luôn rồi này. Đó là viên ngọc thần búp bê cho đấy chàng ạ. Thế à? Chắc nàng đã vất vả nhiều rồi. Ta cảm ơn nàng nhé. Không có gì đâu ạ. Thả tao ra. Sao chúng mày gông cổ tao làm cái gì? Hôm nay á, tao cho mày vào đại lao. Mày đã hoành hành quá nhiều rồi, hôm nay phải nhốt mày lại mới được. Hoàng thượng với hoàng hậu cứ đi chơi đi, con này để thần lo. Được, giải nó về đại lao nhốt. Không cho ăn 3 ngày 3 đêm biết chưa. Cho nó mọt xác luôn. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Mày chết với tao. Chết à? Bà cho mày biết chết là thế nào luôn. Lâu lắm rồi mới được đi dạo nàng nhỉ. Tại chàng cứ lo chính sự. Hả? Thằng nô. Dậy, dậy đi mau lên. Hoàng thượng. Con búp bê nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Không biết. Mày không được tích sự gì cả. Thôi đi về, nó sẽ trả thù đấy. Nhanh. Đúng là vô dụng. Có mỗi việc áp giải cũng không xong. Đi chơi thôi. La 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 la. Hello. Chị Tâm ơi chị Tâm. Chị nhá, là có cuộc sống sung sướng hơi bị lâu rồi đấy. Nhường em đi. Giờ đổi chỗ được rồi đấy Tâm nhẽ. Để em thay chỗ chị luôn nhé.
Mẹ thấy con có xinh đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Cứ cái đà này, hoàng thượng mê chết. Chết vậy đành đạch ý. Còn con lợn này. Mày đừng bao giờ tranh của con gái tao nữa, nghe chưa? Đi thôi con, hoàng thượng đợi. Vào cung nhớ sang chảnh lên đấy nha. Xong rồi, đi chơi thôi. Bắt con tắm về đây cho tao. Nhà này nhỏ quá trời, đi gặp anh mặt. Sao cái con này không giống con tắm nhỉ? Này, dậy, dậy nhanh lên, sáng rồi. Cái gì đây? Hả? Mày là con tắm đúng không? Hả? Không, em không phải là tắm đâu, em là cam. Rõ ràng lần trước, tao thấy con tắm mặc bộ này cơ mà. Sao bây giờ mày lại mặc? Em chỉ mượn, em mặc xem thôi có đẹp không. Chứ em là cam, em gái của chị Tâm. Cam. Em gái à? Nhìn đây. Mày làm cái gì đấy? Đi bắt con tắm về đây cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Tắm. Giết tắm. Giết tắm. Kìa, đúng rồi. Giết tắm. Nàng ơi, nàng. Giết tắm. Hả? Cám, sao ngươi lại mặc đồ của tắm? Giết tắm. Giết tắm. Giết tắm. Giết tắm. Này cám, đừng có mà manh động chứ. Giết tắm. Phải giết được tắm. Giết tắm. Giết. Không biết con cám đi đâu cả ngày rồi nhỉ. Cám, con. Cám ơi, sao mày đi mấy ngày không về thế hả con? Cám. Này, mày làm gì đấy? Tắm. Giết tắm. Úi dồi ôi, con làm sao đấy? Ây. Ui. Ui da, cái con này. Ui. Giết tắm. Giết tắm. Ui, tỉnh lại đi cam. Chết mất thôi. Giết nó. Ui da. Ai đấy? Trời ạ. À. Ê, con cám của bà bị làm sao đấy? Nó đuổi tôi thừa sống thiếu chết nãy giờ. Ai mà biết được, nó còn đánh tôi có trượt phát nào đâu. Đánh bà nữa à? Mà tắm của ta đâu rồi? Chịu. Chết rồi, phải đi cứu con cám. Đi hướng này. Giết. 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 Giết tắm. Giết tắm. Giết. Nhanh lên, tắm nở trên này này. Ôi trời ơi. Hả? Dừng lại. Dừng lại ngay. Đừng thế mà con. Ê, cam. Chết người thật đấy. Ê, cẩn thận, không bổ nhầm mẹ bây giờ. Giết tắm. Giết tắm. Giết tắm. Đừng con ơi, đừng làm điều dại dột mà. Tỉnh lại đi cám ơi. Hả? Búp bê. Các ngươi bất ngờ lắm phải không? Mày, mày làm gì con gái của tao? Hay, mày cho nó ăn linh tinh gì rồi? Nó đã tham ăn thiệt chứ. Trả con cám như ngày xưa cho tao. Nàng đừng sợ, có tao ở đây rồi. Sai lầm lớn nhất của các ngươi là dám bắt ta. Hôm nay ta sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Mày, mày định làm gì bọn tao hả? Đừng có lại gần. Ui, dừng lại đi. Mình nhớ cám nó làm gì có nốt ruồi ở đây nhỉ? À, nốt ruồi pha ke à.
Tự nhiên vẽ cái nốt này vào người làm gì hả Cám? Nhìn đen hết thân thể ngọc ngà của con ra. Hả? Mẹ! Ý, con yêu! Nhưng con đang ở đâu đây? Con không biết, không nhớ gì à? Con không nhớ. Chính nó đấy, chắc nó đã làm gì mày rồi. Con búp bê kia, dám thôi miệng bà, dám biến bà thành con rối à? Chết này, đánh cho dừa này. Thôi miên à, ngẩng cái mặt mày lên đây, chừa chưa? Hả? Kìa, xông lên nàng ơi. Bà đây đang cho mày bay luôn hàm tiền đảo nhé. Dám hại tắm à, hại tắm này. Động vào chị Cám này à? Mày nhầm đối tượng rồi. À mà Tấm ơi, sao Cám lại mặc áo của nàng vậy? À, Cám nó định thay thế vị trí của em. Hả? Đứng lại cho ta. Đứng lại. Này, dùng nhanh lên. Cẩn thận đấy nhé. Ấy, nhạt rồi, nhạt rồi. Ta sẽ nắm tay bà đi hết. Ui, ghê quá. Mẹ ơi. Cái gì? Mẹ già rồi mà đố trên nhiều thế. Sao? Tao thích thế đấy. Con có nói gì đâu. Hả? Điện thoại của tao. Con này. Trời ơi. Tiêu rồi. Cướp, cướp. Đứng lại cho ta tên trộm kia. Má già rồi, có mỗi cái điện thoại thôi. Đứng lại mau. Từ từ. Nào, nhìn sang trái. Ồ, ấy, cái này là địa bàn của con búp bê, dẫm qua là chết đấy, hả? À, hai người đó làm cái gì vậy nàng? Thiếp cũng không rõ nữa. Thế này là mẹ con mình ăn gian được mấy mét đất rồi đấy. Đúng là một mét vuông thì phải năm thằng ăn trộm mẹ nhẽ. Đúng là hai mẹ con nhà này mưu mô phết nàng nhỉ. Ừ. Ê, hai đứa lên đi, không phải sợ đâu. Vâng, lên thôi chàng. Tấm, các ngươi dám bước qua địa bàn của ta à? Thả Tấm của ta ra. Đừng thả cũng được. Ngươi nghĩ có cơ hội ấy sao? Anh Hoa. Ý, chuồn lẹ mẹ ơi. Đứng lại đây. Các người phải đi cứu Tấm với ta. Không. Bước qua đây. Để chết cả lũ à. Tất cả đều là do cái điện thoại của bà đấy. Điện thoại á? Ô, điện thoại. Đi tìm nhanh lên. Bỏ ra. Bỏ ra. Giữ chặt vào, đừng để nó kéo nha. Nặng quá. Tao đã chạm chân xuống đất nhà mày đâu, mà mày đã giữ chân tao rồi. Bỏ ra. Mày sang đây rồi thì cái chân này sẽ là của tao. Bỏ ra. Mày không bỏ ra chứ gì? Bỏ ra. Cái con này. Làm sao? Mày như nào? Có ngon mày bước qua đây. Bước qua cái dây này này. Bước qua đây. Tưởng ba mày sợ mày chắc. Ta không thèm đôi co với các ngươi nữa. Ta sẽ về ăn thịt Tấm. Hả? Có phải điện thoại mẹ không? Vâng, cái Pro 13 mát ấy. Ý, chết rồi. Phải nhanh lên, nhanh lên. Ý, mẹ vẫn chưa chừa à. Ý, thế còn cái điện thoại của tao. Đi đường vòng này. Cây này đủ cao chưa con? Cao vót luôn. Mà trèo thế nào mẹ nhẽ? Cúi xuống. Cổng Cám lên đi anh Hoàng ơi. Nhanh còn tìm chị Tấm nữa. Ê, sao mày nặng thế hả con Cám kia? Sáng Cám lỡ miệng ăn 5 trứng vịt lộn mà. Ôi, ở đâu ra một kiện tác thế kia nhỉ? Sao lại đẹp vậy chứ? Này, mày nhìn thấy cái gì chưa? Con nhìn từ đầu tới chân rồi mẹ ạ.
Ôi giời, 6 muối luôn. Cái gì? Tao bảo mày tìm điện thoại iPhone Pro Max của tao cơ mà. Phone phủng cái gì? Tìm tấm của tao nhanh lên, nặng quá rồi đây này. À thì đây. Thấy chưa, lâu thế. Con búp bê đang ngủ rồi mẹ ạ. Qua nhà nó nhanh lên. Thả cam xuống, thả cam xuống. À, cẩn thận, ngã cam bây giờ. Ôi, bám chắc vào con ơi, không lộn cổ đấy. Ây da, từ từ, từ từ. Nhanh lên, không nó tỉnh bây giờ. Ê, từ từ đã. Mẹ làm gì đây? Con búp bê nó ngủ thật chưa? Mẹ tin con đi, mà con uy tín thế này mà. Mẹ không tin, để con đi trước cho. Đấy, của mày tất. Cẩn thận nha. Úi dồi ôi, mẹ không phải lo. Được rồi này, đi 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 thôi. Con đã nói rồi mà không tin con, đi. Ê ê ê, rơi vấn của ta. Mày dám sang đất nhà ba mày à? Bà sẽ xử tội mày. Để bà ngủ dậy, rồi bà xử mày sau. Đứng yên đấy. Đi nhẹ, nói khẽ cười duyên con nhé. Vâng, con còn không dám thở đây này. Nó ở cái góc nào đấy Cám ơi? Mẹ nhìn sang phải. Ây chết. Hả? Mọi người ơi, cứu tấm, cứu tấm. Ok, tới liền. Ui, con búp bê này ngủ say còn hơn cả Cám nhà mình. Ta đến muộn, nàng có sao không? À, đâu. Anh. Nói bé thôi. Cẩn thận không bị tóm lại bây giờ. À, còn con 13 rồ mắt của tao ở đâu đấy? Làm sao mà con biết được? Về chị Tấm mua cho cái mới. Ừ chịu. Mới mua bản limited màu xanh gold blue zone đấy. Em telephone của ta đây rồi. Thôi mẹ cứ lấy đi nhé. Bọn con ra kia đợi trước. Ừ, ra đấy đợi mẹ đi. Mày ôm hơi chặt rồi đấy nha. Cầm như máy của mình không bằng. Cầm chắc thế. Để bà ru mày ngủ nha. À ơi, à ơi. Một ngón này, năm ngón này. Bà xin, bình tĩnh. Tay cầm gì mà đẹp thế? Tao chỉ đang lấy con iPhone 13 Pro Max màu Blue Zone thôi mà. Ta lấy được rồi. Thôi ta về nhé. Bye bye. Nhìn thấy cái gì chưa? Ha. Ta chỉ muốn thấy nụ cười của nàng thôi. Sao nó lại có được cuộc sống sung sướng như thế kia? Chàng ơi, ở trên cạn này nắng quá. Ừ, nàng ạ. Trời hôm nay nắng thật. Để ta đi lấy kem chống nắng cho nàng bôi nhé. Ừ, đi đi. Đợi ta chút. Nhớ về sớm nha. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, nhìn kìa. Mẹ ơi, cái đuôi này nhìn nó hài thế nhỉ. Ui. Thôi, đi con. Ôi nhưng mà mẹ ơi, để hỏi xem người ta mua ở đâu đi. Ừ, quay lại. Này, mua cái đuôi cá này ở đâu thế? À, không phải mua đâu. Chân cá này là ba mẹ ban cho tôi đấy. Ấy chà, đẹp đấy. Được ghê. Ê, mày là tượng à? Tao nói mày không động tĩnh gì hết vậy. Tượng thật à? Ít. Nope. Bảo bạn bắt lại cho tao giá rẻ rẻ chút đi. Tránh ra. Ôi. Đi chỗ khác chơi. Không bán thì thôi, làm gì mà căng. Ôi, mẹ ơi, thằng này nó đánh con. Thôi đi, nó to thế kia làm sao mà đánh lại được. Sao hoàng tử lâu về thế nhỉ? Ôi, không chịu được, nó lại dám đánh con. Ừ, đánh lại. Này thằng kia. Mày vừa đánh ai hả? Khả năng thôi mẹ nhé. Ừ, thôi con.
gì thế? Súng đây. Hả? Súng? Nhưng mà súng là cái gì? Là cái gì à? Là cái này này. Ê! Phải giao nộp ngươi cho chủ nhân thôi. Hay. Ồ, lại hai con mẹ này à? Vãn đầu, bạn mày bị làm sao đấy? Có cần bọn tao giúp gì không? À thì bạn ta nó bị say nắng, nhờ hai người vác về nhà giúp ta với nha. Ừ, được. Vô đi, vô đi. Dựng dậy nào con. Một, hai. Lên nào. Rồi, đi hướng nào? Hướng này này, cầm đuôi đi con. Ui, nặng thế. Ai chả biết nặng. Nhà mày đấy à, sắp tới rồi. Ngươi về rồi đấy à. À, búp bê. Ui, chạy con ơi. Đưa nó về nhà cho ta. Có kem chống nắng rồi nàng ơi. Hả? Nàng đâu rồi? Rêu biển. Nàng tiên cá của ta đâu rồi? Mẹ ơi, con búp bê kinh quá. Ừ, mặt nó cứ gập gượng méo xệch ra. Ơ, đi đâu đấy? Hai người có thấy nàng tiên cá của ta ở đâu không? Ô, cái vây cá hả? À, nàng tiên cá hả? Ờ, nó vừa đi với con búp bê với thằng áo đỏ bên kia kìa. Con búp bê mặt sẻ, ghê lắm. Hả? Cảm ơn. Không có gì. Mà này, đi với ta. Ui, gì đấy? Có đúng cái nhà này không? Đấy, nó bắt nàng tiên cá nhốt trong đây này. Nhốt trong cái củi. Anh đến mà xử lý hai thằng áo đỏ đi. Được rồi, đi. Ồ, thấy cả mẹ à. Nhìn đây. Ừ? Đứng lại, tên kia. Ừ? Tên kia, đứng lại ngay cho ta. Tới đây mà bắt này. Tiến lên. Mày này, mày này. Mày này, chưa này. Dám bắt nàng tiên cá của ta. Tránh ra. Dạ. Chùa này, chùa này. Mày này. Mày này. Mày thôi, à. Thôi, thôi, thôi. Biết rồi, biết rồi. Giấu đi. Xem ta giải cứu nàng tiên cá đây. Hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Rồi giọng hát và dung nhan của ngươi sẽ thuộc về ta. Đâu được nhỉ? Hả? Dạ, chào chủ nhân. Sao hôm nay ngươi có mùi lạ thế nhỉ? À, dạ, em vừa đi vệ sinh vào nên hơi có mùi. Được rồi, ngươi ở đây canh nó cho ta. Còn ngươi đi lấy gia vị cùng ta. Nhanh lên. Gì ta hả? Bỏ ra. Bỏ ra. À, à. Ngươi nhẹ nhàng thôi. Hả? Nàng nói bé thôi, không lộ bây giờ. À. Mà ta thấy có gì đó sai sai. Quay lại đi. Hả? Bọn nó đâu rồi? Tôi không biết. Chuyện này là thế nào hả? Thằng ban nãy chắc chắn là giả mạo. Chắc chắn hắn ta chưa chạy khỏi xa đâu. Vậy thì đuổi theo nhanh lên. Chắc nó không đuổi tới đâu. Chàng hãy cho ta về biển đi. Ta không ở đây nữa đâu. Các người nghĩ thoát khỏi đây mà dễ thế sao? Mau chạy thôi. Lên nào. Hả? Trả nàng tiên cá lại cho ta. Ngươi định làm gì ta? Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Chết đến nơi rồi còn to mồm. Yeah! Xem ai chết này. Ai chết này. Cho mày chưa. Ê, ăn thịt chị á. Thịt chị đây này. Giỡn nhảy vào mà ăn đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả này. Thả này. Chà, chà, chà. Thôi, được rồi.
bắt nó về. Về nhanh, về nhanh. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Mày này. Ơ, còn ta này, không đi được. Ê chết, ta quên. Xin lỗi nè. Chào mừng các ngươi đã đến với sân chơi của Scary Teacher. Búp bê hôm nay cũng tham gia thử thách đấy à. Lạ mẹ nhỉ. Đơn giản là ta thích chơi cho vui có được không? Mang thử thách lên đây đi. Ơ, gì đây? Dễ mà chàng nhỉ. Thử thách của ta đâu? Sao lại to thế này? Ôi trời ơi, để con ra xem. Hay nhỉ. Búp bê siêu to khổng lồ à. Liêu liêu liêu. Đúng chuẩn họ hàng bà Tân Vlog rồi Miu nhờ. Còn nhìn gì nữa, các ngươi hãy tách kẹo đi. Thôi tách đi. Ai có ý kiến gì không? Ta có ý kiến là dùng cơ mõm. Ta có ý kiến là dùng cơ mõm. Thế là dùng bộ nhá à. Con gái, triển đi chứ còn gì nữa. Tách kiểu gì bây giờ đây? Cứng thế này không cẩn thận là vỡ mất. Cắn đi. Dạ, đây con phải luyện hàm đã chứ. Được chưa ạ? Cắn tiếp đi, nó vỡ bây giờ. Ồ, kẹo ngon thật ý. Ui, bộ nhá cám ghê phết nhờ. Như mấy mài ý. À, ta lý. Ôi giời ơi, nhìn búp bê nó liếm kìa. Mọi người để mẹ ra giúp nó một tay nhé. Mẹ đi bình an nhé. Này, không liếm nữa, bẩn. Thế có cách gì không chỉ tôi với? Dùng cái này thì khỏi phải chê. Này, làm từ từ thôi, không hỏng của tôi bây giờ. Yên tâm, tay nghề cả rồi. Thời gian chỉ còn 20 giây thôi. Các đội nhanh chóng lên nào. Ý, xong rồi. Xong rồi này. Ủa? Thắng rồi hả? Cái con kia. Uầy. Hả? Xin lỗi nha. Tưởng búp bê thế nào, trò mình bày ra cũng không chơi được à. Tưởng thắng ta mà dễ à. Vỡ rồi, thua rồi. Đồ chơi bẩn, độc ác, xấu xa. Trả ta đây. Ôi, được đấy. Kết quả trận này là hoa. Tất cả hãy đến phần thi tiếp theo. Tiếp theo là trò chơi của tuổi thơ, bắn bi. Có biết bắn đâu. Lạ thật. Có một viên thế này thì bắn vào lỗ thế nào được. Trò này lại quá dễ đối với ta rồi. Cái gì thế này? Ai cho tay quá vạch, ta sẽ vuốt cho què tay. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bây giờ ai là người đi trước? Bà mày đi trước nhiều rồi, bây giờ mời mày. Mở to mắt ra, nhìn bà bắn đây này. Yes. Để xem ai thắng ta phần thi này. Hả? Lợi hại, lợi hại. Mẹ ghẻ, chơi đi, cho nó thấy sự lợi hại của mình nào. Có biết bắn đâu mà chơi. Mẹ cứ chơi đi, con tin mẹ. Như nào? Ê, nhìn đã thấy ghê rồi. Ủa? Còn chút xíu nữa. Để con. Ủa, con này láo. Thể hiện đi. Ý,
Chiu. Hả? Ui, cái con ăn hại này. Ui, cám ơi là cám, đã không vào thì thôi, lại còn phá bi của tao nữa. Không được cái tích sự gì cả. Tưởng thắng ta mà dễ sao? Hừ, nhìn ta đây này. À, ha ha. Ui da, đã bảo không được thò cái gì ra rồi cơ mà. Cái gì thò ra, ta đập hết. Thế này thì bắn kiểu gì nữa? Thôi, cố lên con. Đường đường là vua một nước, ta sợ gì không dám. Bắn tay trái. Hi. Hả? Còn một xíu nữa. Để em. À. Để ta. Tin ta đi. Hả? Để mẹ. À. 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 Của con mà. Để ta cho. Bi này của Tấm mà. Tấm đã bắn đâu? À. Hả? Ôi cha mẹ ơi, chết tôi rồi. Như vậy ta là người chiến thắng đúng không? Chàng nhìn này. Ngươi nhìn lại đi, viên bi của ngươi đâu có ở trong vòng. Yeah, thắng rồi. Ăn mừng thôi nào. Hả? Ta không chấp nhận, các ngươi hại ta. Yeah, yeah. Kết quả trước mắt, ngươi còn cãi à? Chấp nhận đi. Thích cãi nè. Người đã thua thì phải chịu hình phạt của ta. Hả? Mày cãi đi. Tưởng gì? Mày tưởng mày là búp bê là bà sợ mày à? No. Giờ thì ngươi cứ ở đây cho thú dữ trong rừng ăn thịt đi. Số phận trôi dạt về đâu là do trời định. Này, cho hai viên bi ở đây mà chơi nhé. Đi về đây. Bye bye. Cố để còn bộ xương nhé. Tối ta đến thăm nhé. Các người đợi đấy. Bỏ ra. Đi đi. Tôi đối xử với cô thế nào mà cô lại phản bội tôi hả? Ái chà, Tấm ngoại tình à. Quả này về báo cho hoàng thượng thì mình thoát kiếp thằng nô rồi. Mọi chuyện không phải như chàng nghĩ đâu ạ. Tàn chứng đầy đủ mà cô còn cãi được à? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mình có phải là người như thế đâu. Tại sao anh Hoàng lại đối xử với mình như vậy chứ? Mẹ ơi, Cám ơi, có ai không ạ? Cám ơi, ra đây xem ai đến này. Con đây, con đây. Ôi là la. Tưởng đi luôn rồi. Mẹ ơi, cho con vào nhà với ạ. Được rồi, đi vào nhà. Đi vào nhanh lên. Đây đây, mời hoàng hậu vào. Hoàng hậu ngồi đây. Dưới này mới đúng chỗ này. Tình hình là con sắp được làm hoàng hậu rồi đấy Cám. Thôi, không phải diễn nhá. Đĩa đói mà đòi đeo chân hạc à. Đi bao nhiêu lâu rồi mà chả thấy mang đồng nào về cái nhà này. Chân bẩn rồi mẹ ơi. Chân bẩn à? Con Tấm, đi ra kia lấy nước vào rửa chân cho tân hoàng hậu mau lên. Đứng dậy đi chứ còn gì nữa. Con đi ngay đây ạ. Yeah. Tưởng thế nào. Mẹ ơi, thế là con sắp được làm tân hoàng hậu rồi. Vào đấy nhớ mang vàng về cho mẹ nha con. Dạ, nước đây rồi. Để gần vào. Dì xem đủ nước chưa ạ? Đủ rồi. Rửa chân đi chứ nghĩ mình ngon lắm à. Mẹ ơi, chị Tâm lấy nước đá rửa chân cho con. Lạnh suôn hết rồi. Hỏng hết bàn chân ngọc ngà. Đi đổ chậu nước ấm vào đây nhanh. Nhanh lên đi. Lạnh quá. Chị Tâm cố tình. Mẹ thương, mẹ thương. Cố tình không muốn làm ý. Chém đầu. Mai sau làm hoàng hậu thì chém chứ giờ đã được cái gì đâu. Chém luôn. Nước đây rồi ạ. Em cắm rửa chân đi. Thế ấm chưa? Mẹ thấy khói đấy. Chắc ấm rồi.
Mày cố tình đúng không? Quá đáng! Con không cố ý! Con không cố ý mà! Ui giời ơi! Mày đã về đây ăn nhờ ở đâu mà lại hại con gái tao thế này à? Mày khốn nạn này! Mày chết đi! Cái còn sao chổi này! Đau quá! Lau sạch sàn nhà cho tao! Dễ đây! Làm đi! Đồ ác quỷ! Lau đi! À, đau! Ui! Mẹ thương, mẹ thương! Này! Cầm chỗ tiền này mà đi mua sắm, ăn chơi thoải mái con nha! Con đi mua đồ làm hoàng hậu đây! Đi đi nha! Sắp được làm hoàng hậu rồi! Hoàng hậu! Ây ơi, sao ngươi lại bắt ta? Ta mà làm hoàng hậu ta chém chết ngươi. Ta nhớ mặt ngươi rồi đây. Ngươi có bé mồm lại không? Em có nói gì đâu. Bây giờ tao sẽ gọi điện cho mẹ ghẻ. Gọi gì thì gọi đi, nhưng anh bỏ cái rìu xuống. Cảm gọi. Ê con. Hả? Mẹ ghẻ, mang tiền đến đây mà cứu con gái bà đi. Sao con làm hoàng hậu mua cho mảnh to hơn? Mẹ ơi, cứu con đi! Ui, ui, mày đừng có làm gì con gái tao nha! Tao mang tiền đến đây! Đúng là đồ sao chổi mà! Ui! Cảm ơn, con đừng làm sao nhé! Tấm mà, tao phải trói mày lại, không mày đi mất! Đi! Dì tha cho con đi mà. Được rồi, ngồi im đây cho tao. Dì ơi. Đợi ngọn nến này cắt đứt sợi dây này thì mày cũng đi chầu Diêm Vương thôi. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng, cứu 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 với. Cứu cái gì? Con Cam nó bị bắt cóc rồi. Hả? Ai, ai dám bắt cóc Cám? Không biết, nhưng mà hoàng thượng phải đi theo mẹ. À, đi đường này, nhanh lên. Ồ, sao lại quay về đây? Đi đường kia xem sao. Hả, bà dẫn tôi đi đâu thế? Quanh đi quẩn lại sao vẫn ở đây? Bà nhìn bản đồ kiểu gì mà cứ loanh quanh mãi một chỗ thế? Không biết, cái định vị nó chỉ thế. À, bà lên đây, lên mà dòm đường. Lên đi. Ôi rồi, già cả rồi mà vẫn bắt leo. Ôi rồi, hoàng thượng ra đỡ mông cho U. Cái này cứ để hoàng. Ui, U lỡ xả bom. Giời, thối quá, thối quá. Hoàng ơi, U bảo chết chết rồi, đỡ. Còn gì nó bỏi. Xuống xuống. Ôi trời ơi. Ui, đứng dậy. Vậy, ây đau quá. Ôi gãy lưng tôi. Ngã vào người ta còn đau cái gì. Ây da, xin lỗi. Cái bà ăn hại này. Thế trên đấy có nhìn thấy cái gì không? À thì im mồm. Nhớ, có rồi. Đúng chỗ này rồi. Đi. Ôi, điểm đỏ chỉ đây này. Không thể sai được. Chuẩn rồi, vào. Shh, im lặng, đừng để nó nghe thấy nha. Này. Này. Ồ hay, chị đây đang. Chuồn lẹ con ơi. Shh, cẩn thận nha. Úi mẹ ơi, sớm không đến muộn không đến, đến giờ này mới chịu cơ. Mày làm cái gì đấy? Hả? Đừng. À, nhẹ cả người. Con kia, đứng lại cho tao. Hả? Chết rồi Cám. Tiền của tao đâu? Hình như... Hả? Chính là ngươi. Ngươi. Ngươi, ngươi cái gì? Chính hắn. Chính hắn là người cướp tấm của ta. Tấm. Tấm là gì đối với ngươi? Tấm là vợ của anh ấy. Là chị của tao. Là con của mẹ chứ là gì? Bỏ cái này ra. Chính vì ngươi mà cô ấy trở thành người bạc tình bạc nghĩa. Ngươi đừng có mà nói xấu cô ấy. Cô ấy chính là ân nhân của ta, đã cứu ta lúc ta khó khăn nhất hả? Hóa ra ta đã hiểu lầm cô ấy sao?
Được rồi, ngươi bỏ vào xuống, ta sẽ giúp đỡ ngươi. À, ngươi có nói thật không? Thật mà, anh Hoàng uy tín lắm. Về đi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bây giờ, ngươi đi theo ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đi. Anh Hoàng, cứu ta. Ồ, nhưng mà Tắm đâu? Gì ghẻ, Tắm đâu rồi? Tắm à? Không biết đâu, Tắm đi Dubai rồi. Tắm sang Mã Lai. Tắm ở nhà, à Tắm không có nhà. Ta không tin, chắc Tắm đang ở nhà. Ta phải về tìm nàng ấy. Không có đâu, Tắm đi Dubai rồi. Bỏ ra. Ờ, này, này. Nàng ơi, nàng bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi. Mẹ ơi, ai làm chị Tắm thành ra thế kia? Tao đấy. Ôi trời ơi. Mẹ con nhà Cám, đứng lại. Định chạy à? Ôi, ôi. Tại mẹ, con đã kịp làm gì đâu. Thì không phải mày muốn làm hoàng hậu à? Đã được làm đâu. Nàng, cho ta xin lỗi vì một chút bồng bột của bản thân. Không sao đâu. Còn hai mẹ con nhà Cám, cứ ở trong tù mọt gông đi nhé. Đi thôi nè. À, mẹ ơi, bao giờ mới mọt cái gông này để hai mẹ con mình ra tù? Chắc cả đời phải ăn cơm tù rồi. Mẹ ơi, con đói quá. Thế này bao giờ mới được một bữa no đây? À, đã đói lại còn lạnh nữa chứ. Hả? Cảm ơn. Bánh ở đâu rơi vào đây mẹ? Mẹ ăn thử đi, ngon lắm. Thôi mẹ nhường con. Con nhường mẹ. Ừ, cái con này. Này 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 này. Thôi mẹ ăn đi, đã đói lại còn cao sang. Cái con mất dạy này. Con xin lỗi. Mày đứng lại cho tao. Úi trời ơi. Mày nhá. Mẹ nhìn kia. Mẹ, mẹ có nhìn thấy cái con đang thấy không? Có. Chuyện cũ về tao xử mày sao? Một vạn lượng vàng. Đi làm giàu thôi nào. Vừa mới chợp mắt một cái mà trời đã sáng rồi. Mẹ ơi, nhà con búp bê canh chừng nghiêm ngặt quá mẹ ạ. Cẩn thận không nó xiên một phát. Mẹ có cách rồi. Đẹp không? Tuyệt sắc giai nhân. Đi kiếm tiền nào. Ôi cái thằng này. Này, mày biết bà mày là ai không hả mà mày chẳng được? Tôi không biết. Mắt mày đuôi à mà không nhìn ra ta. Mẹ búp bê đây, mẹ búp bê đây. Mẹ búp bê đây. Tránh ra, chứng minh thư đâu? Chứng minh thư á? Ờ, mất rồi. Đi ra, không được đi. Ôi dồi ôi. Này, đứng lại. Úi giời, mẹ vào được rồi. Hả? À, con ơi, mẹ đây. Bà là ai? Này, mày không nhận ra cả mẹ mày nữa à? Trời ơi, cho mày đi Tây đi Tàu mà giờ về đây mày không nhớ cả mẹ mày là ai nữa à? Úi dồi ôi, cái đứa hư đốn này. Này, bà là ai hả? Ờ, cái con này. Đã gặp mẹ không chào rồi còn quát tao nữa à? Hả? Ồ, lạ gì? Này, có chuyện gì thế? Tao cũng không biết nữa. Này, chúng mày ngó cái gì đây? Đi ra ngoài cho mẹ con tao nói chuyện. Chuyện thôi. Bà bảo bà là mẹ tôi. Thế năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi bà biết không? À, hình như hồi nãy trên tờ giấy có viết 1000 tuổi thì phải. Này, tao đẻ ra mày mà tao không biết à? Mày 1000 tuổi rồi đấy. Mà có khác gì đứa trẻ con không cơ chứ? Sao lại biết rõ tuổi của mình vậy chứ? Thế tôi còn đặc điểm gì nữa? Đơn giản, cái mồm rộng đây. Đấy, mắt vàng đó. Úi dồi ôi, y đúc mẹ thế này.
À, mà mày còn có một vết sẹo ở chân đúng không? Đấy, hồi xưa mày treo cây ớt, ngã què cả chân. Tao phải tự khâu lại cho mày. Bây giờ thành cái sẹo lồi to tướng rồi đây này. Cái gì nữa? Con gái của mẹ. Mẹ nhớ con quá. Con. Mẹ ơi. Thôi, đi với mẹ. Mẹ muốn hàn huyên tâm sự với con. Dạ dạ. Ôi. Đi nhanh thôi nào con. Chào chủ nhân. Ấy, từ từ. Nè, con bảo mấy thằng đỏ đỏ này ở nhà đi. Nhìn kinh chết đi được. Dạ, mấy đứa ở nhà trong nhà đi. Ta đi chơi chút nữa ta về. Đi nhanh mẹ. Lâu lắm rồi mới gặp được con. Nhớ con quá đi à. Hôn cái đi mẹ. Không ngờ mẹ mình diễn cứ như Hollywood đấy nhỉ. Nó mà cắn vào cái thì nhe răng ra mà dậy. Không khí trong lành con nhỉ. Ôi, chim kìa. Đi nhanh nào mẹ ơi. Mẹ làm sao thế? Mẹ ơi, ngồi đây tâm sự hàn huyên với con nhé. Này, mẹ ăn đi. Tuy con đói thật nhưng mà nhìn mẹ tiều tụy quá nên con nhường. Để con đi lấy ít trái cây nhé. Ừ, con đi đi. Con Cám ở nhà cũng thích ăn cái bánh này lắm này. Con xin. Bao nhiêu tháng chết đói, con chưa được ăn cái bánh nào ngon như thế này mẹ ạ. Mày. Ngon quá. Cho mẹ miếng. Ta cũng nhịn đói lâu lắm rồi đó. Chắc là mẹ sẽ thích ăn lắm đây. Mẹ ơi. Hả? Ui, miếng ăn là miếng nhục mà lì. Chết rồi, vạ miệng quá. À, chị của búp bê. Chị búp bê. Hả? Hello, Miss Mộng Thị Cám búp bê. Ừ, chị em đấy. Mắt con màu tím, mắt mẹ màu cam, mắt chị lại màu xanh. Kỳ lạ nhỉ. À, thì là do thằng bố mày đấy. Không mấy bắt đầu. Là do bố. Bố con là ai? Ờ, à, thì thôi, đừng có nhắc tới ông ấy nữa. Ăn mít đi. Em ơi, cho chị xin một miếng. Một miếng thôi nhé. Ơ, một miếng mà cầm. Mít ngọt quá mẹ ơi. Cho chị ăn tí con nhé. Chị xin một miếng mà cầm cả bọc thế này. Bỏ tay ra. Chị ăn gì mà ăn lắm thế. Trả đây. Ý, từ từ. Nốt một miếng nữa thôi mà. Mẹ ơi, mẹ. Thế chuyện một vạn lượng vàng mẹ tính đến đâu rồi? Hả? Một vạn lượng? Một vạn lượng gì đấy mẹ? Một vạn... Thì một vạn lượng tiền bắt búp bê. Hả? Ui, chết rồi con này. Hả? Bắt búp bê là sao? À, vừa nãy ở ngoài kia mẹ thấy người ta dán cáo lệnh truy nã con đấy. Thưởng một vạn lượng vàng. Đúng, nên chị đến đây để nhắc em đấy. Còn mau trốn đi, kẻo bọn nó tóm được đấy. Ờ, mau trốn đi, trốn đi. Không biết đã có ai bắt được con búp bê chưa nhỉ? Thiếp cũng không biết. Nó lộng hành quá nhiều rồi. Bây giờ con phải nghe lời mẹ. Không là nó bắt con đi luôn đấy. Nghe lời cả chị nữa. Không, nghe lời mẹ thôi. Này, kia có phải mẹ ghẻ với Cám không? Ui, sao họ lại đi cùng búp bê vàng nhỉ? Tiếng chim sẻ hót hay thế con nhỉ? Chị làm gì đấy? Chị cạo râu. Dạo này râu ria lồm xồm quá. Mày có làm được việc không hả con? Này, mẹ con các người làm cái trò gì đấy? Đi lên kia xem con nha. Hả? Thì giết con búp bê chứ làm gì. Lên đây giúp một tay đi. Ấy, giày mẹ tuột rồi. Con buộc cho mẹ nha. Dạ, để con. Trùm mau, trùm mau. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ, cứu con. Hả? Ai là mẹ mày? Ai là chị mày? Pha kè. Phải nha. Một vạn lượng sắp về tay mẹ con mình rồi. Con búp bê này,
Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Một vạn lượng vàng, ta đến đây. À, tránh ra. Mà, ngân lượng của ta. Các ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lão nháo này, vịt mà đòi hóa thiên nga à? Hả? Công trường đang thi công, mày thấy chưa hả? Thi này. Ố, đá nhẹ cái mà bay xa phết nhỉ? Ô. Ê. Này, con gái của mẹ được đấy. À, còn con này, để mẹ. Mày chết với bà. Ai dù. Ai ui. Đứng lại đó cho tao. Mẹ ơi, đứng dậy nào. Ui, rách váy mẹ rồi. Tại ai? Lên xe đi mẹ. Nhanh lên, đuổi theo nó. Mẹ bám chắc nhé. Ây da. Cái bà cụ này, tôi đang đi nặng, sao bà lại đè vào tôi? Ôi trời ơi. À, tôi đau quá. Ây dồi ôi. Bà Scary đi đâu rồi không biết? Hả? Cứu tôi với. Ôi dồi ôi, sao lại chọn đúng chỗ người ta đi nặng mà đáp vậy? À, tôi đâu có biết. Bà ơi, bà có sao không? Xin lỗi nha. Không cố ý, xin lỗi. Đi thôi bà. Này cái bà cụ kia nha. Trời đánh, tránh lúc đi nặng. Đang đi mà cũng bị làm phiền. Ây da, đau quá. Hai mẹ con gì ghẻ quá láo. Ta phải cho chúng biết tay mới được. Nhưng mà mẹ con gì ghẻ mạnh lắm. Bà có cách nào không? Ta sẽ điều chế ra loại thuốc tăng cường sinh lực. Chỉ cần trộn hai loại nước năng lượng này với nhau là sẽ ra loại thuốc mà ta muốn. Khi uống nước này vào, ta sẽ khỏe như trâu, mình đồng da sắc. Ôi, thế bà cho con uống thử ngụm nhé. Hả? Hãy xem sức mạnh của ta đây. Quá đỉnh, quá đỉnh luôn. Chưa hết đâu, người hãy nhìn đây. Ô. Wow. Con năm nay 20 tuổi mà chưa từng thấy cụ nào khỏe như vậy. Giờ hãy đi khiêu chiến mẹ con nhà cám cùng ta. Dạ, đi thôi. Hôm nay hai mẹ con các người sẽ biết tay bà ấy. Thế á? Mày giỏi thì vào đây. Bà nghĩ tôi sợ bà chắc. Bà Scary, lên. Hả? Yeah. Các người nghĩ có thể làm tổn thương bà ấy sao? Bà ấy đã luyện thành mình đồng da sắt rồi. Bà ơi là bà. Ui, tưởng mình đồng da sắt thế nào? Dỏm rồi, hàng pha kè đấy. Về đi mẹ. Ừ, về đi massage thôi con. Này này, bà ơi, bà, dậy bà. Trời đã tối đâu, mà sao nhiều sao thế? Trời ạ, à, tôi tưởng bà luyện thành mình đồng da sắt rồi chứ. Ta cũng tưởng thế, ai ngờ. Tỉnh dậy đi, mở mắt ra đi mà. Bà ơi.
sao các ngươi dám vào địa bàn của ta? Bà ơi, tỉnh dậy! Ồ, cái thể loại gì, kính bưng, đã thế còn đỏ loẹt thế kia. Xử nó cho ta. Dạ, thưa chủ nhân. Ui. Này, ta đói. Hả? Đói á? Này, có mẫu bánh mì ăn dở, ăn nốt đi cho đỡ đói. Từ bé đến giờ chưa ai tốt với ta như thế này. Ngon quá, ta cảm động quá. Các ngươi thật là tốt bụng mà. Ngươi cứ cầm lấy mà ăn đi, đừng để tổn hại đến sức khỏe. Thế tại sao các ngươi lại tới đây? Tấm và ta bị mẹ con dì ghẻ đuổi đánh. Hả? Chúng nó dám bắt nạt ân nhân của ta sao? Để ta xử lý. Hả? Vậy sao? Vậy thì cô hãy giúp bọn ta trả thù nhé. Bẩn rồi. Thôi, giúp ta xong, ta mua cho cái khác. Các người nói phải giữ lời đấy nhé. Tất cả đi theo ta. Đó, sẵn sàng chiến đấu. Mày giỏi lắm, còn dám vác cái mặt dày tới đây cơ à? Ê, sợ quá, nhìn đằng sau đi. Tâm ơi, cái chạc này tháo ra kiểu gì thế? Ta bị mắc rồi. Ôi trời ơi, ván đầu. Mày định mang bà già khuyết tật kia đến đây để làm gì tao? Đừng vội mừng. Nhìn đi. Quỷ bức bê. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Con cám này mà sợ mày á? Mẹ ơi, chuồn lẹ. Nhanh lên con ơi, không nó tóm bây giờ. Anh đẹp trai, đừng bắt em mà. Bà mày có gậy đấy nha. Gậy của ngươi có đỏ bằng súng của ta không? Thử xem gậy nhanh hơn hay là súng nhanh hơn nhé. Không. Đi. Nhanh. Vâng, em đi đi mà. Mày đánh ai? Mày đánh ai hả? Có muốn bà đây gõ cho lỏng tráng luôn không? Mày đánh ai? Trời ơi. Xin lỗi. Xin lỗi này. Tha cho tôi đi mà. Tha này. Xin lỗi mà. Dăng cho kiến vào, cho thú rừng ăn thịt. Thả ta ra đi, ta chừa rồi. Về thôi. Ý, đừng bỏ đi mà. Chumina, mẹ ơi, bây giờ phải làm gì? Không biết, bay màu mất bộ móng triệu đô của tao rồi. Chumina, các bạn nhỏ ơi, cứu mẹ ghẻ với. Bỏ con cám đi cũng được nha. Ôi trời ơi. Mày bắt tao tới đây làm gì? Tao có làm gì mày đâu, chả làm gì cả. Ta bắt các ngươi tới đây là để ăn thịt. Mày định ăn thịt tao à? Mày ăn thịt tao làm gì? Mày ăn thịt cái bà béo béo này này. Ui, tao nuôi mày lớn mà mày nói thế à? Không phải đùn đẩy, tao sẽ ăn thịt cả hai mẹ con nhà mày để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Ồ, mày mà đòi đẹp nhất thế gian á? Ôi trời trời. Chúng mày cười cái gì? Mày mà là người phụ nữ đẹp nhất thế gian á? Thế trên thế giới này chắc toàn đàn ông thôi vậy. Đúng rồi, khả năng con với mẹ tàn hình mất. Dám nói tàn như thế hả? Tôi có nói gì đâu. Dừng lại. Cái gì đấy? Nếu người muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian thì người phải ăn được trái tim của nàng tiên cá. Ừ, đúng rồi, phải ăn thịt cá ấy mới đẹp lên được. Chứ đừng ăn thịt mẹ con tao, ngấy lắm. Mỡ lắm. Người nói xem nàng tiên cá đang ở đâu. Nàng tiên cá à? Đây này. Được thôi, ta sẽ bắt ả ta và trở thành người đẹp nhất thế gian này. Thoát rồi, thoát rồi.
Này, nhờ tí, cởi ra thả ta hộ với. Đầu hết cả tay. Hoàng tử bảo mình đi chút thôi mà giờ vẫn chưa về nhỉ? Đây rồi. Nhìn ngươi cũng xinh đẹp đấy. Hả? Ngươi là ai? Nó là phù thủy đấy. Phù thủy đấy cô ạ. Sao cơ? Hả? Chạy đi nhanh lên. Đứng dậy đi còn ngồi đấy làm gì? Đi cùng tao một chuyến. Thả ta ra. Hả? Cho ta xin cái đuôi cá nhé. Đem về trang trí nhãi mà. Ta đã tha cho hai mẹ con ngươi một mạng rồi mà còn dám đến đây chịu chết à? Sợ thì có sợ đấy, nhưng mà cái đuôi này đẹp quá, mẹ cho tao mượn một ngày thôi. Việc khác. Ai ôi, ai ôi, cái lưng của tôi. Ôi là trời. Mất rồi. Nhanh lên nào mẹ ơi, nó mang mất con cá đi rồi. Dẫn đường đi. Ây, từ từ đã. Nàng. Hả? Rõ ràng là hẹn nhau ở chỗ này mà, sao giờ không thấy đâu nhỉ? Hay là nàng tiên cá có người khác, bỏ rơi mình rồi nhỉ? Sao nàng ấy lại vô tâm như vậy chứ? Dai đẹp mẹ ơi. Ừ, mẹ đấy. Ôi xôi ôi, mẹ già rồi, để con. Hello anh Dai. Cô tránh xa ta ra đi, ta muốn ở một mình. Thế anh bị làm sao đấy? Nàng tiên cá bỏ ta thật rồi. Nàng tiên cá hả? Ồ. Ê, con cá ấy, nó bị bắt cóc rồi. Ai dám bắt cóc nàng tiên cá của ta? Thì con này nè. À không, cái con phù thủy kia kìa. Hả? Nàng. Ta cảm ơn hai người nhé. Ê, nhầm đường rồi. Bên này này. Bên này này. Thôi, các người đi với ta. Không muốn đi đâu. Có ngươi rồi thì dù sớm hay muộn ta cũng sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian. Nhưng mà biết ở đâu. À, đúng rồi, chỉ có yêu tinh nó mới biết cung điện của phù thủy ở đâu thôi. Thế giờ con yêu tinh đang ở đâu? Ừ nhỉ. Yêu tinh ơi. Các người gọi gì ta đấy? Úi giời. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Mày đốt hương mũi cũng lên đấy. Ồ hay, ta tưởng hai mẹ con các người đi kiếm con cá rồi mà. Thì không biết đường. Tại sao hai người lại muốn bắt nàng tiên cá hả? Đâu có đâu. Cứu mà. Đi kiếm để ngắm thôi à. Ừ, ngắm thôi. Thôi, dẫn ta tới chỗ phù thủy nhanh lên. Không có người, lên đi. Ấy, chờ chút. Hả? Giúp mấy người ta được cái gì không? Không. Không. Thế có được gì không? Được gì không? Thế ngươi muốn gì? Ta muốn cai quản toàn bộ khu rừng ở đây này, có được không? Được rồi, chỉ cần cứu nàng tiên cá thì việc gì ta cũng đồng ý. Ê, thế còn đây nữa. Thế hai người muốn gì? Nổ luôn đi. Sống trong đời sống cần có một đống vàng. Được rồi, chỉ cần nàng trở về nguyên vẹn, các người không phải lo. Đi. Thế thì đi nhanh lên. Bám sát vào nhé. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cứu ta với hoàng tử. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà. Hả? Dừng lại. Chàng ơi. Thật đúng là phiền phức. Hả? Nàng tiên cá. Khu rừng của ta. Ui, vàng nến bồn rồi còn rơi ra. Đâu rồi? Nó sợ quá chạy mất tiêu rồi. Các ngươi từ bỏ ý định cứu nàng tiên cá khỏi tay ta đi. Yêu tinh, ngươi có biết ả ta dẫn nàng đi đâu không? Được rồi, để ta. Xê ra nào. Phép thuật Win. Un trà tít. Trà tít. Tít. Cái con này. Xem TikTok ít thôi. Đi. Có vẻ đầu là màu tím mà. Mất thời gian.
của ta. Thịt mày tanh quá, ta không ăn sống được, đành phải nướng mày lên ăn vậy. Ê bà, ngươi có thấy một phù thủy ở đâu không? Nó ở ngay đằng trước kia kìa. Đại ca đi theo em, em dẫn đường cho ạ. Được rồi, để anh đi theo chúng mày. Ê, đi mau. Được rồi, nhanh lên. Để xem lần này ai sẽ cứu được ngươi. Ta cứu nàng ấy chứ còn ai nữa. Lại là bọn mày sao? Tránh ra, ngươi đứng im đây. Úi giời ơi, ngu dốt. Nàng tiên cá có tội gì mà muốn bắt cô ấy? Vì ả xinh đẹp hơn ta. Ôi mẹ mẹ mẹ, sắp có đánh nhau rồi đấy. Giờ mà có cái điện thoại live stream thì ôi dồi ôi, nhiều like lắm con ạ. Thì mẹ lôi điện thoại ra để con like. Không có mang. Tiếc quá, lao vào đi. Người muốn ăn thịt nàng tiên cá thì phải bước qua xác của ta. Dạ. Ôi dồi ôi, múc tới luôn. Cùi chỏ sang ngang. Nè, ôi, nhảy lên người nó. Đúng rồi. Dạ. Người được lắm. Người nghĩ cướp được người trong tay tài dễ thế sao? Thả hoàng tử của ta ra. Hoàng tử. Ê, cho xin cái vây cá với. Các người cứ thả ta ra, rồi muốn gì cũng được. Thả luôn. Hoàng tử. Thả ta ra. Xin người, xin người hãy thả hoàng tử của ta ra. Mày này à. Thế là mẹ con mình được đẹp rồi. Mà mẹ giật có một cái, giật nhiều vào à. Đủ rồi, thôi đi về. Ngươi làm gì ta cũng được, mau thả chàng ra. Nàng, nàng hãy chạy đi, mặc kệ ta. Thế là được xinh đẹp rồi. Nhưng mà còn một núi vàng. Ừ nhỉ, vàng. Ui, quay lại. Không phải cầu xin, hôm nay ta sẽ tiễn cả hai người lên trời. Chiếc này, chiếc này. Đập. Hey. Ủa? Một đống vàng. Vàng. Chàng, chàng ơi. Nàng, nàng đứng lên đi. Ê, còn khu rừng của ta, nhớ, nhớ nha. Khu rừng á? Vàng, vàng nữa. Được rồi, ta cảm ơn các ngươi nhé, ta không quên ơn đâu. Về thôi nàng ơi. Về lấy vàng nào. Thả tôi ra, sao bà lại bắt tôi đến đây? Vật thí nghiệm của ta đây rồi. À, thả tôi ra. Cuối cùng cũng thành công rồi. Xong rồi, đi chơi thôi. La 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 la. Miều mới may cho bộ quần áo có khác, ra đường cứ sáng bưng ấy nha. Hả? Tấm đã bị ta bắt đi, đó chính là cái giá mà các ngươi phải trả khi đã hại ta. Triệu tập mẹ con cám đâu rồi? Mới sáng ra, anh Hoàng gọi cái gì mà to thế? Hai mẹ con xem đi này. Đây là cái gì? Scary teacher. Bà Scary này vẫn đang ấp ủ thí nghiệm, chắc đã thành công lên con búp bê rồi. Đã vậy còn bắt tấm của ta nữa. Mau đi giải cứu nàng thôi. Vợ mày thì mày tự đi mà cứu. Mày bắt mẹ con tao đi chết cùng mà. Thì vợ ta không phải con của bà. Mẹ ghẻ thôi. Đi, không ta chém đầu bây giờ. Đúng chỗ của mụ ta đây rồi. Hả? Các ngươi cũng nhanh nhẹn đấy. Chủ nhân của ta đang đợi ở trên lầu. Hả? Đồ độc ác, người giấu tấm của ta ở đâu rồi? Ở trên lầu hết đó. Các ngươi cứ lên mà cứu ả ta đi. Nhưng mà đường lên trên chủ nhân của ta không hề đơn giản, nên nhớ ai chạm vào tia laser kia sẽ bị chết. Anh Hoàng, cẩn thận. Mẹ ơi, hãy về thôi, con sợ. Về là bị chém đầu đấy, lên thôi con.
Mẹ ơi, về nhà nhớ tập yoga nha. Các người nhanh chân lên, lâu thế. Úi giời, nhìn mẹ cồng kềnh quá. Xem con đây này. Nãy lỡ ăn nguyên con cua hoàng đế, bây giờ bụng nó đầy quá mẹ ạ. Ui, bỏ tạ mẹ ra, chết cả cụm bây giờ. Mẹ đợi con với. Thả ra, mày kêu mày đi được hơn mẹ thì bỏ ra. Nhanh. Mẹ ơi, cho con bám nữa đi mà. Chém đứt đôi người bây giờ, nhanh lên. Đợi con với mẹ. Ôi giời ơi. Xem chết. Hả? Úi giời. Hả? Thoải mái quá. xin lỗi nha. Sáng mày ăn cái gì thế? Còn ăn có suất bún đậu mắm tôm thôi à. Thời gian của các người không còn nhiều nữa đâu. Nhanh chân lên, trước khi tấm nó gặp nguy hiểm. Hả? Nhanh chân lên. Thôi quá. Xin lỗi mà, nhanh không tắm đợi lâu. Wizard. Sao chúng nó bảo nguy hiểm lắm? Mình thấy dễ mà, đâu có cảm giác gì nhỉ? Hả? Dừng lại ngay. Ui. Cám ơi. Xuống chết chung mà. Con của ta mà. Mau lên đi. Con ơi. Các ngươi hay lắm. An toàn rồi. Hả? Bọn nó đâu rồi? Trả lại cám cho ta đi. Có lẽ nào đây là cánh cửa bí ẩn không? Vào đi, cứu con ta. Con ơi. Cánh cửa đã khép lại. Các ngươi phải đi tìm một cánh cửa nữa thì mới có thể trở về cứu tấm. Nhưng mà biết tìm cánh cửa đó ở đâu bây giờ? Cám ơi, hiện hồn về đi con. Biết tìm ở đâu bây giờ? Hả? Đây chắc chắn là bẫy. Đừng có chạm vào nó. Bước qua. Không sao, đi đi. Ồ, bẫy à? Mình thử chạm vào xem có ngã không. Ôi. Trời ạ, à, cái bà này. Ồ, ngã thật này. Nói như thế mà vẫn để ngã được à? Ta đã dặn bà không được chạm vào nó rồi cơ mà. Ngã thật con ạ. Thôi, đi tiếp đi. Ừ. Hả? Ui, quái vật gì nhiều thế kia? Con vật này có tên là bờ o bo huyền bò. Bò? Có nghĩa là bò. Làm theo ta nhé. Ờ, bò. Bò. Không được, mình phải đuổi nó đi chứ. Ôi, chết rồi. Chạy nhanh không nó thịt sống bây giờ. Ui da, cây mồng của tôi. Ô, có quả táo này. Hả? Bà kia, dừng lại. Trúng độc bây giờ. Có độc đấy. Trời ạ. Có độc á? Hả? Ui giời. Thôi, ta phải đi cứu tấm đã. Sau ta sẽ quay lại cứu bà. Tấm ơi. À, cánh cửa đây rồi. Hả? Các ngươi đây rồi. Hoàng thượng, nó là giả đấy. Đừng tin nó. Chàng ơi, thiếp đây mà. Tấm, ai là thật, ai là giả? Thiếp là thật đây, chàng không nhận ra thiếp sao? Ngươi có nhận ra ai là vợ của mình không? Muscari, thả ta ra.
Hả? Chàng ơi, chàng có cái nốt ruồi ở mông bên trái đúng không? Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sao nàng biết? Thì ta là vợ của chàng mà. Chàng đừng tin cô ta, cô ta mới lừa chàng đó. Hả? Chuyện này. Chàng ơi. Mùi này đúng là mùi hôi nách của tắm rồi. Ờ, có bị hôi đâu. Đây này, chàng sang đây mà ngửi. Ơi, tắm của ta có bị hôi nách, nhưng mà không nặng thế này. À, hôi đúng thế này rồi mà. Là thiếp thật mà. 3 ngày chưa tắm nên nó nặng thế đấy. Nhưng nặng mùi quá. Thì bảo chưa tắm mà. Đây chắc chắn không phải là mùi của tắm. Ngươi, ngươi có thích giả mạo không hả? Đúng rồi, nó là giả mạo đấy chàng ạ. Dám bắt nạt tắm của ta hả? Ta biết ngay là nhà ngươi mà. Chàng ơi, cứu thiếp. Ngươi nhớ đấy. À, đau quá. Chúc mừng ngươi đã nhận ra được vợ của mình. Nhưng ngươi không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Ngươi, đừng có vui mừng quá sớm. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng. Chỗ này này. Này, ở kia là cái gì vậy? Hả? Đâu cơ? Chạy mau. Hả? Đuổi theo nhanh. Ô chà chà, mẹ ơi, có người sắp chết này. Chết vậy đành đạch tới nơi rồi. Đi lên xem thế nào con. Ôi trời ơi, mẹ ơi, vẫn thở mẹ. Còn thở là còn sống phải không con? Lấy cẩn thận con ơi. Mẹ để con đeo cho. Lạy cụ, mong cụ sớm khỏe mạnh rồi về với con cháu. Cái vòng này tôi xin nha. Đi thôi con. Có bạn rồi. Tránh ra xem nào. Hả? Này, bà dì ơi. Đỡ bà ấy dậy xem nào. Tỉnh lại đi, bà dì ơi. Còn đứng ở đó nữa, mau đỡ bà ấy dậy nhanh lên. Thì đây. Đi, đi lên phía trước ngồi. Này, bà ơi. Bà ơi. Bà ơi dậy đi. Bà làm sao thế này? Hả? Đầu của tôi đau quá. Bà làm sao mà ngất ở giữa đường như vậy? Chuyện là như này. Ây ơi! Nhìn đi đâu đây hả? Thì bà nhìn lên còn gì? Chuyện ở dưới này ta nhìn lên để nhớ lại mà. Thôi bà kể đi. Câu chuyện là... Bà lão, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Thả cho tôi đi. Bà ở yên đây. Tôi ra xem nồi nước sôi cho bà vào luộc mới được. Không thể chịu được con búp bê này nữa rồi. Chúng ta phải đóng gói trả nó về nơi sản xuất. Đúng, mưa xuân tuôn đầy mặt rồi. Bà đi theo tôi. Hôm nay hoàng thượng ta sẽ đòi lại công bằng cho bà. Đúng rồi, phải khai trừ khỏi xã hội. Ui, lại mua việc vào người rồi. Cắm nhanh tay lên, không nói tới bây giờ. Bình tĩnh nào. Ồ, mọi người bảo tôi xiên cái này để làm gì đây? Đúng là đồ thành phố, chả biết cái gì cả. Cái này là để đặt bẫy búp bê đấy. Con gái của mẹ thông minh thật. Con mà lị. Chúng ta sẽ dụ con búp bê đó tới, rồi dẫm vào cái này. Và cái lưới này sẽ tự trùm vào, thế là chúng ta tóm gọn được nó. Đúng là hội nhà quê các người, nhiều trò mưu mô quá. Bà còn phải học hỏi tụi tôi dài dài. Xong rồi. Bước tiếp theo thôi. Cầm lấy này mẹ con cám. Triển khai luôn ấy chứ. Giờ chúng ta chỉ việc ngồi đây đợi con búp bê tự ra vào lưới là tóm gọn được nó rồi. Lợi hại. Mưu mô phết đấy. Chứ còn gì nữa. Cẩn thận không nó thấy nha. Biết rồi, không phải lo.
Ồ. Tưởng chơi ta mà dễ à? Hả? Ai, bảy không ăn thua rồi mẹ ơi. Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, con búp bê này nó khôn lắm. Thế bà có cách gì không? Muốn bắt được con búp bê này là phải dùng cái đầu. Cái đầu này hả? Đúng rồi, tư duy lên. Đi theo tôi, nhanh chân lên. Mấy con vịt dời này nhỏ tiếng thôi. Úi dồi ôi, đây là đâu thế hả cụ? Đây là địa bàn của con búp bê đó. Nhà nó đây á? Thế bà không vào tóm nó luôn đi, đứng đây làm gì nữa? Nếu mà cứ rồng rắn kéo vào thế này sẽ dễ bị phát hiện lắm. Thế phải làm sao? Đã bảo dùng cái đầu rồi mà còn hỏi. Giờ hai mẹ con cám đi bên trái, hoàng thượng rẽ bên phải, còn tấm đi theo tôi, nhớ chưa? Anh em cứ thế mà làm. Ok cụ, chúng ta đi thôi. Cầu thang nhà con này bẩn quá. Ui, mẹ ơi. Cái gì đây? Ơ, bóng bay này mẹ ơi. Đâu, đưa mẹ xem nào. Nhìn nó cứ sai sai thế nào ấy. Ôi trời ơi. Ý, mẹ làm cái gì đây? Ý, bẩn hết cả váy mẹ rồi. À, bọn mình bị phát hiện rồi mẹ ơi. Thôi xong, thả bà mày ra. Ây ôi, đau quá. Ê hết cả mông. Hả? Chị Tâm, sao chị bị trói ở đây rồi? Để xem các ngươi còn dám bắt ta nữa không. Sao mày bị bắt nhanh thế hả con? Con đang đi thì bị ngất, tỉnh dậy đã thấy bị trói ở đây rồi. Căn nhà này rộng thế này, ta biết tìm con búp bê ở đâu bây giờ? Anh Hoàng, cám ở đây nè. Hả? Tâm. Chàng ơi, đừng vào đây, chạy đi. Đứng lại. Hoàng thượng đi đâu mà vội thế? Xin chào hoàng thượng. Hả? Ngươi, hóa ra ngươi là người bán đứng bọn ta. Giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn rồi. Bà tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Ngươi biết đây là cái gì không? Là bom đấy. Có giỏi thì bắn đi. Hổ cái. Hả? Mày định ôm bom cảm tử đấy à? À, có viên gạch. Các người có giỏi thì bắn ta đi. Yeah, được rồi. Mami, mami. Shh. Ồ, con gái của mẹ hôm nay được việc thế. Đợi mẹ. Yeah. Hả? Hả? Cái gì thế này? Cái gì à? Đưa xuống đây. Mày, lừa tao này, lừa này. Ngu này. Thật ra, ta đã phát hiện ra ngươi từ lâu rồi. Ngay từ khi ở trong rừng, ánh mắt và nụ cười của bà khi gặp búp bê đã rất đáng nghi rồi. Cộng thêm cái trò chia nhỏ bọn tôi ra để dễ bắt. Bà nghĩ là tôi đần à mà không biết. Anh Hoàng, cởi trói cho em. Ta quên. Nàng ngồi im để ta cởi nào. Chàng nhanh lên. Xong rồi, đứng dậy nào. Yeah! Bắt bà này. Này thì trói bà này. Yeah! Thôi, thôi, đưa chúng nó về đi. Đi mau lên. Tất cả là do con búp bê xui bà, chứ bà vô tội mà. Oan thì về công đường mà kêu nhé. Thả tao ra. Sao chúng mày lại buộc tao vào đây? Thả này. Bà nói bà bị oan mà. Thả ra. Oan này, oan này. 1, 2, 3. Đưa bọn này về công đường xét xử. Chị Tám ơi, con búp bê này nhìn còi mà nè.